Khi mà nhắc đến ca sĩ Jimmy Nguyễn, có lẽ một số các anh chị và các bạn, những người mà thuộc thế hệ 8X, 9X sẽ không thể nào quên được một cái series rất là nổi tiếng của anh, đó chính là những cái bài hát về tình xưa nghĩa cũ. Và bản thân của Hagi cũng là một người rất là yêu thích những cái bài đó khi mà còn nhỏ đó, thậm chí là thuộc luôn những cái lời mà Jimmy Nguyễn đã ca nữa. Đối với cái series bài tình xưa nghĩa cũ thì Hagi đã từng cover một bài, đó là Tình xưa nghĩa cũ 2, cái bài mà mọi người đều biết, đó là Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quen. Nhưng mà khi mà mình viết cái bài đó đó thì mình viết dựa trên lời gốc của bài Hoa, đó là Mộng xưa đừng nên nhớ. Đừng nhớ chi ân tình xưa, đó là cái lời mà của anh Jimmy Nguyễn đã viết. Thì lúc đó mình mới bắt đầu tìm tòi về cái bài này nhạc Hoa là cái bài gì ta. Cái lúc đó mình mới lên mạng mình check rất là nhiều web, và cuối cùng là mình mới biết được, à thì ra cái bài này, bài gốc của nó đó có cái tên là Dùng tình yêu đánh cắp trái tim. Thật ra khi mà mình đọc vào cái tiêu đề của bài hát, lúc đó mình cũng hoang mang lắm, mình nói ôi trời, dùng tình yêu mà đánh cắp trái tim là nội dung là sao ta? Mình cũng ngay cả bản thân mình cũng còn chưa hiểu, mình nghĩ chắc là cái câu chuyện nó về một cái cuộc tình lừa dối đây. Khi mà mình bước vào tìm hiểu sâu vào cái nội dung của cái lời Hoa đó thì mình mới hiểu là trong tình yêu đó, nó cũng giống như một chiến trường vậy, sẽ có rất nhiều người chẳng ngại dùng thủ đoạn, chẳng ngại dùng tất tần tật tất cả mọi cái mưu mô lừa dối xảo trá để họ có thể chiếm được trái tim mà cái người mà họ muốn tranh giành nha. Nhưng mà quan trọng là không phải là chiếm rồi thì thôi, mà sau đó là chiếm rồi sau đó họ lại ruồng bỏ. Cái khó của cái việc mà làm sát cái lời gốc á, là thứ nhất là hợp giai điệu, thứ hai là phải làm sao để mà khán giả phải biết là ừ cái nội dung này là đúng với cái bài gốc chứ không phải là nội dung sáng tác theo ý mình. Cái đó là cái khó, và phải chọn ca từ cho nó đừng có phô quá mà nó cũng đừng có dạng như là sến súa quá. Nói chung là có rất nhiều cái vấn đề rất là thú vị. Thì lúc này á, bản thân của mình á, mới bắt đầu là mình suy nghĩ. Và cuối cùng á là, nhưng mà mình cũng may á, là hồi xưa mình cũng học văn không có dở lắm. Cho nên là đối với cái bài mà Tình xưa nghĩa cũ một này, khi mình chuyển qua lời Hoa đó thì mình nghĩ là mình cũng tốn chắc cũng khoảng nửa tiếng. Đặc biệt trong cái MV mà Hagi dùng để thể hiện cái bài hát Dùng tình yêu đến cắp trái tim này thì Hagi sử dụng MV phim Mối hận Kim Bình, hay còn được gọi là Hận tình Phan Kim Liên. Nếu như mọi người yêu thích phim Hồng Kông xưa thì có thể là sẽ không lạ đối với bộ phim này đâu, tại vì đây là một bộ phim truyền hình của TVB khá nổi tiếng vào năm 1994, với sự góp mặt của những cái người diễn viên kỳ cựu ngày xưa như là Ôn Bích Hà, Quách Khả Doanh, Đàm Diệu Văn, Tăng Vĩ Huyền, vân vân. Thật sự là những cái nhân vật rất là nổi tiếng ngày xưa. Và nếu những người nào mà yêu TVB thì có thể là sẽ không bao giờ mà quên được bộ phim này, tại vì đây là một cái bộ phim mà rất nổi tiếng, đánh dấu một cái nhân vật đi liền với cái tên Ô Bích Hà, đó là Phan Kim Liên. Ok. Và tại sao mình chọn cái MV này? Tại vì đơn giản là cái nội dung cũng là một cái cuộc chiến tranh giành tình yêu với nhau, nhưng mà họ họ tranh giành tình yêu dựa trên thủ đoạn, và cái thủ đoạn của mọi người thì nó sẽ khác nhau. Có người thì họ sẽ đến từ cái lòng tham của mình, có người thì họ đến từ cái sự thù hận, họ muốn trả thù, có người thì đi lên bằng một cái sự tủi nhục, vân vân. Thực sự là có rất là nhiều nhân vật ở trong, có rất nhiều tuyến nhân vật ở trong bộ phim này. Tình trường có bao nhiêu người chơi,
tim em còn đâu. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ để Hagi có niềm tin viết tiếp một số những tác phẩm khác nếu như thật sự mình có thời gian và mình có ngẫu hứng. Thật sự là mình thường làm mọi thứ dựa trên ngẫu hứng nhiều, chứ không phải là mình sáng tác gọi là thường xuyên sáng tác thì không đâu. Thường là mình phải có cái hứng, hoặc là ngày đó vui buồn thất thương gì đó thì tự nhiên mình sẽ viết ra được, chứ không phải tự nhiên mình viết, thường là như vậy. Hy vọng là các bạn chúng ta nếu mà có thời gian rảnh á, thì có thể lên kênh Hagi TV để nghe qua cái bài này và nhận xét giúp Hagi với. Tất nhiên là mình không nói nhận xét về vấn đề giọng hát nha, tại vì mình đủ hiểu là giọng của mình nó không có hay, không có biết cách luyến lấy, cũng không có hơi nhiều nữa. Nói chung là mình không có tự tin về vấn đề hát của mình. Nhưng nếu mà có thể thì mong là mọi người sẽ nhận xét thêm về cái phần viết lời Việt của Hagi, xem là có ổn chưa, có ok chưa, hay có gì thiếu sót, hoặc là mình nên chỉnh sửa những câu từ gì, ca từ gì cho nó hợp bài hát hơn, ví dụ như vậy, để mình rút kinh nghiệm cho bản thân, để lần sau nếu mà có tiếp tục sáng tác những bài thứ tư, thứ năm, thứ sáu vân vân thì mình sẽ có thêm những cái bài học đúc kết cho bản thân và sẽ hoàn thiện tốt hơn trong tương lai ha.